Như chưa anh? Như chưa cái đấy được chưa? Chưa. Chưa được à? Xin chào các bác nha. Hôm trước các bác đã xem cái video gọi là nộm da trâu chưa? Nộm da trâu hoa chuối của tôi ấy. Thì trên chúng tôi còn có một cái món nữa rất là nổi tiếng là cái món da trâu nấu canh bon. Canh bon ấy. Thì cái món này cũng một trong những cái món đặc sản nổi tiếng từ cái da trâu đấy các bác. Da trâu sau khi chúng ta mổ xong này, mang đi thui này, thui xong mang đi cạo này. Cạo xong cái luộc như thế này đấy. Đây ví dụ như đây tôi bỏ cho các bác xem. Giống như hôm trước tôi làm cái món ấy đây, cái món nộm hoa chuối với lại da trâu đây, đây da trâu đây. Thì tôi chiều nay chúng tôi sẽ nấu cái món canh bon nhá. Nấu món da trâu canh bon nổi tiếng đấy. Cho rau thơm vào. Cho rau thơm vào. Tí nữa đi hái cái bon thì các bác xem cái bon là cây như nào nhá. Lượng có biết lượng có biết ăn canh bon không? Xuất luôn này vào đi. Mang cái bác đá cho nào. Xuất đi, xuất cho bác Tân đi nào. Nào, 1 2 3. Ui giời, ác thế nhỉ. Nào. Xuất đi. 1. Xuất nhá. Đá đi. Đá đi. Nhanh lên. 2 3. Xuất này vào. Xuất đi. Xuất này. Bùm. Sáng nay mày còn đòi gặm da trâu thằng Hâm. Đấy, da trâu sau khi luộc xong này, thái như này tôi cũng không biết đâu, đã ăn bao giờ đâu. Mỗi lần nhà mổ trâu đã bao giờ làm cái món canh bon nấu da trâu đâu. Vì là cái ngày mổ trâu thì bận lắm, không được đâu. Chưa làm bao giờ? Chưa, em đã được ăn canh bon nấu đây bao giờ đâu. À, hình như là chưa được ăn ở nhà Thiệu một lần thì phải. Nhưng mà nó đen đen đấy đúng không? Thế thì đúng rồi, được ăn một lần nhưng không nhớ đâu. Không biết uống rượu có nhớ cái gì thế đâu mà. Bỏ đây xong là chiều đi hái cái bon về nấu. Mình hung hăng rồi mang đi cất, không phải đâu các bác ơi, còn mang đi ninh tiếp. Cứ ninh. Cứ ninh cho nó nhừ. Nhưng mà chiều mình phải đổ cái nước ninh đi chứ anh thêm. Lấy nước khác chứ. Cho anh bò nó tí nó cạn rồi thêm lấy nước ấy. À, thế là cứ ninh à? Ninh cho khi nào nó nhừ xong rồi đâu cho anh bò. Nhưng mà chắc cái nước này phải đổ đi đấy, tí tôi hỏi anh thêm xem nào. Đợi vào đã, cứ ninh nhé. Cháy bùng bùng luôn. Này thì nát bét như luôn. Đây nha các bác nha. Canh bon đây là canh bon nấu da trâu là cái lá bon này nha. Chắc là ăn ngứa chứ. Không. Xem nào. Cái này bon có phải bon cho lợn không đấy? Không, có bon thì bon cho lợn nhưng không mà... có một loại khác mà lá trắng cơ mà nhỉ. Cái kia là nộm đây. Cái bon rừng. Cái kia là làm nộm giống như trước mình ăn đấy gì? Cái này là cái làm nộm. Nấu canh bon. Cái kia thì nấu với thịt gà ngon này. Giờ phải tước như thế này các bác này. Bóc cái vỏ ngoài đi. Sợ trông nó mà ngứa thì. Cả đêm ngồi gãi mồm. Đấy, tước sạch xong là lấy cả lá. Lá bon cộng với lại cuộn bon. Có phải ngâm nước muối không chị Trăn? Không phải ngâm gì à? Rửa xong cho vào nồi luôn á. Xong rồi các bác, chỗ kia không dùng đến, chỉ còn nấu chỗ này thôi. Bây giờ cái này là làm tiếp thế nào chị Trăn? Đi rửa thế à?
đi rửa xong bắt đầu mới bỏ vào nồi thôi gì. Cái này là ninh từ sáng đến chiều đây các bác xem nào. Ui giờ nó nở như thế này á. Đẹp nhỉ. Cái này mình ninh khi nào nó nát hẳn ra anh thêm. Cái nước sáng này là không đổi đâu, để nguyên đấy. Bây giờ chúng tôi phải nấu với cái nồi to này. Đấy. Ít tùng à, cho sang đi. Cho lên bếp. Xong cứ thế ninh, bây giờ cho bon vào chưa hay là chiều với tối mới cho? Cho nó sôi mới cho vào gì? Thế là đợi nước sôi xong bắt đầu mới cho vào nhiều bọt. Canh bon ra chậu. Ai chà, món này nổi tiếng phết đấy. Nồi kia sôi rồi. Cho bây giờ cho bon vào à? Ừ. Thế còn cái gia vị thì cái hạt dổi kia thì cho lúc nào em? Tí lẻ là nấu chín mới. Nấu chín mới cho vào gì? Đấy, món canh bon da trâu trong sử sách thì nấu như thế này thôi mà. nhìn sợ ngứa mồm nhỉ. Mình chưa nấu món này bao giờ. Hình như trước anh được ăn một lần thôi chứ chưa nhớ. Nhanh, nấu nhanh đấy. Tuấn thích nấu cái này à? Nấu nhanh à? Ừ. Nhanh thì cũng phải ninh cho nó nhừ chứ. Ừ, tí để mang về ăn thì nấu. Xong rồi đấy các bác, cứ ninh vậy thôi. Ninh khi nào nó nhừ hẳn ra đúng không? Ừ. Cái da nó cũng nhừ ra nữa gì? Ừ. À, rồi, cứ nấu như thế. Canh bon. Đậy vung vào. Sao? Chốc nó cho mắm muối xong là gia vị thế bảo cho mũi hạt dổi thôi. Cho sau cùng. Mở ra đi cháo rồi. Đấy, sôi rồi này các bác. Cứ ninh đi, nhiều nước không sao đâu, trông nó ăn húp ngon. Tôi cũng cảnh báo trước các bác là cái món này trông nấu xong chắc là nhìn nó không đẹp mắt đâu, nó sẽ màu đen. Đen hay vàng nhỉ? Đen chứ nhỉ? Đen. Bởi vì trước tôi nhớ lăng máng tôi được ăn một lần rồi, nó hơi đen đen. Đen nó ngon lắm nhỉ? Ừ. Lại ninh tiếp. Đây, còn rau thơm để cho vào canh bon nấu da trâu. Cho rau gì hả chị? Rau này gọi là rau gì? Hòm ào. Hòm ào á? Tiếng Thái là gọi hòm ào. À, cái này nó hơi tê tê mồm đúng không? Hòm ào. Cái này miền xuôi gọi là rau gì nhỉ các bác nhỉ? Tôi không nhớ nhỉ. Húng gì nhỉ? Đây này, cây nó này. Nó cũng bò lan lan thế này thôi mà. Đấy đấy, giống húng rũi nhưng không phải đâu. Cái này tốt lắm, cái này mà trồng chỗ nước là tốt cực kỳ. Rồi lấy nét ra đây xem nào. Trồng chỗ nào có nước không, trước em đi lên trên bản người Mông ấy, người ta trồng ở chỗ cái chỗ gần nấu cơm ấy. Tốt lắm. Cái này của mình là cằn nhỉ. Hái rau đi. Còn dàn thịt gác bếp đây các bác. Lò chứ quên, lò thịt gác bếp của tôi. Lò sấy thịt gác bếp thì đúng nghĩa hơn. Nấu ăn ở cạnh nhà lò. Chị Trăn vừa bảo là phải cho một quả ớt vào ngay từ đầu các bác ạ. Để tôi bẻ một quả ớt đầy này.
chọn quả nào đẹp đẹp cho vào. Ném quả quả vào nhá. Ném vào cá thì có gia vị. Hả? Có gia vị nào mà. Thì cho cả quả vào luôn bây giờ được không hay đập ra? Rồi đưa cho mẹ Tùng vào đập ra. Xong cho vào canh bon. Cho ớt vào đã. Còn lâu mới được ăn nữa. Nhìn không hấp dẫn mấy nhỉ, nhưng ăn thì ngon đấy. Người Thái có cái câu là cái gì anh thêm nhỉ? Năng canh bon. Năng canh bon rồi, nhưng mà cái gì đánh không chạy à? Chó đuổi không chạy. Chó đuổi không chạy á, ăn canh bon đấy. Ngon quá mà, cứ ngồi ăn. Cho ớt vào đã. Ớt thì phải cho vào trước, xong để tôi ra xem cái rau thơm đây, thấy có thêm một loại nữa này. À, cho cả rau này vào. Canh bon cần nhiều gia vị phết đấy các bác ạ. Ui, rơi một cái rồi. Rau mùi tàu này. Rau rau này không biết là rau thơm này gọi là rau gì, nhưng mà hóm bên đấy chị nói là hóm gì nhỉ? Hóm ao. Hóm ao. Thế còn cái này không cho đâu chứ? Có. Cũng cho cả hẹ vào á. Hẹ. Thế là ba loại rau thơm mà. Đây là mùi tàu này, hẹ này, rau hóm ao tiếng Thái, tôi không biết tiếng Kinh là cái gì đâu. Rơi một cục. Cái này chín mình mới cho vào chứ. Chuẩn bị xong rau thơm để cho vào cái kia, tí nữa cho vào sau. Thế còn đối với cái gia vị đấy các bác, thì lúc sáng tôi hỏi chị Trang thì bảo là cái này không cho. Cái canh bon giá trâu ấy, không cho mắc khén, chỉ cho hạt dổi thôi. Nhưng phải khi nào chín thì bắt đầu mới ta nướng hạt dổi chúng ta giã cho vào. Để tôi bỏ một ít nữa nha. Khoảng tầm... thế thôi nhỉ. Thế thôi. Thơm lừng ngay thôi mà. Tôi gói vào đây. Vào đây. Hạt dổi cứ để đây cho chị em tí nó nướng. Nướng xong bắt đầu mới cho vào canh bon. Trời mưa cũng sắp tạnh rồi đấy các bác ạ. Còn món canh bon thì vẫn chưa được ăn đâu, còn lâu. Tôi đã cảnh báo các bác trước rồi, món này nhìn không đẹp mắt đâu mà. Đấy. Ông nó ác mồm bảo giống nồi cắm lợn. Kệ nhỉ. Món cổ truyền làm ra để biết xem như nào, ăn trông nó khen ngon ngay. Cứ rụt lửa vào đã các bác. Ninh khi nào nó như cái da trâu ra. Xong, hạt dổi với lại em. Cho luôn đây hả chị? Hạt dổi với rau thơm xong rồi. Mà khén cũng cho á? Sao bảo không cho? Làm gì? Vừa nãy trưa này ai bảo em là không cho. Cho cả mắc khén vào. Thế mà lúc trưa này mình nói trong phim là không cho mắc khén, chỉ cho hạt dổi. Hóa ra là cho cả mắc khén cả hạt dổi. Tôi không biết đâu, tôi đã nói rồi, tôi nói cái món này tôi chưa nấu bao giờ đâu. Đây là học nấu. Đây nha các bác nha, rau thơm các loại, mắc khén hạt dổi. Tôi xin lỗi là có cả mắc khén đấy. Trưa nay tôi nghe thế nào tay nọ sọ tay kia và chỉ có hạt dổi. Bởi vì tôi cũng chưa nấu bao giờ đâu mà. Hóa ra là có cả mắc khén hạt dổi. Đây, ui giời, nhìn không ngon mấy nhỉ, nhưng mà biết đâu được. Đến thêm cho ấy vào nhé. Cho hết rồi. Có vẻ ít nước nhỉ. Vừa. Cái nồi đấy với cái nồi này có khác gì nhau? Ra đây nồi. Cái nồi này với nồi này có khác gì nhau không? Đây này, các bác nhìn này. Đấy, nồi này này. Còn nồi này này.
Sợ. Hà Nội canh bòn. Hà Nội canh bòn. Nói đùa chứ giống hệt như cái món canh canh dòng mùng đấy các bác. Canh dòng mùng mình nấu cái này mà không phải canh gì nhỉ? Canh ngó à? Ngó bon đấy. Xuôi có canh ngó bon nấu nó cũng màu màu như này mà chả khác gì đâu. Thơm lắm cái rau thơm này. Mùi mà khé nào rồi cho vào nhà đi. Tối nay ăn thứ. Ăn ngon. Còn cái kia thì đang nấu cho con lợn. cái này thì lợn hay chưa ăn. Biết ngay là nấu ra nhìn nó không đẹp mà. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Nấu cơm suốt từ chiều đến giờ sáng trưng bây giờ tối om rồi, 8 giờ tối rồi. Thằng Tiến đâu? Tiến ở trên nhà chị ta. Tiến ơi. Mày không ăn cơm à? Tiến ơi. Thầy à? Phù à? Thế tôi đừng xem ha. Ừ. Rồi thầy à? Thầy. Là thầy. Ngày mai có một mổ trâu không? Ngày mai không mổ trâu. Ngày mai chưa. Không làm đến mổ. Cuối tuần. Thầy chưa làm à, ai hỏi à Tiến? Là à, hỏi ngày mai mổ trâu chưa à? Chưa mổ đâu. Hôm nay ăn canh bon giá trâu thôi. Mới mổ trâu xong chưa mổ tiếp đâu. Vài hôm tới. Cái này canh nó phừng. Nó phừng. Thế lúc này tôi bảo nó phừng. Nó phừng. Mày thích cãi tao không thằng kia? Nghe ai bảo thế? Ta bảo là nó bửng. Đây tôi chờ suốt từ chiều đến giờ đấy, đang mong lắm đấy cái món canh bon. Canh bon. Canh bon nấu da trâu nhìn nó cũng không đẹp mắt lắm bởi vì là có những cái món ăn nấu nó không được hình thức không đẹp các bạn. Những món này này, đây da trâu đây. Đợi một tí nữa ăn. Canh bon. Tiến có thích ăn canh bon Tiến? Ha, lai à? Nhiều ăn nhiều à? Hôm nay anh em cứ uống nha, anh uống đi nhá. Không. Ăn cơm thôi, cho anh bát cơm. Kiên khẩu thôi. Thôi ăn cơm đi, ăn cơm đi. Tiến ăn cơm đi, anh chị em ăn cơm đi. Đầu tiên rồi thử Tiến thử được món này gì à? Chú phải thử phát ra trâu đấy. Chắc là cứng chứ. Chắc là mềm rồi. Thu à? Đây da trâu đây các bác. Thu là thu. Đẹp phết nhỉ, da trâu nấu canh bon giờ nó mềm nũn rồi đấy. Thử miếng nha. À phải chấm nữa chứ nhỉ. Vừa thấy thằng Tiến chấm xong. Chấm mặn ớt. Nhiều cây ăn là cây thế này cần. Ngon thế. Món nào ngon? Cái này là thơm. Thơm cái gì rau rau ấy gì rau hôm nam đấy nhưng mà cay quá ớt cay quá cay á. Mình ăn xong bát cơm với chan cái này đói quá, tao hôm nay tao đói thật đấy. Trưa này ăn vẫn hơi ít. Cái này mà ông nào mà bảo là cắm lợn không. Bây giờ đang nấu cho lợn thì khai à. Bây giờ con này đang ăn. Tiến đưa bát đây múc cho. Không ăn à? Đang ăn ấy trước à? Đang ăn cơm khô trước à? Thử xem nào. Nút như đấy nhè. Ta chỉ sợ ăn ngứa mồm thôi. Trước cũng không ngứa. Đánh bon. Nếu mà bon ngứa thì ngứa thật. Mình trước cũng đang ngứa. Ngon lắm. Cho ở đây cho hai quả thầy. Ôi cay quá. À cay lắm Tiến. Quan được không? Không ngon. Không ngon bằng cái bon nữa. Ăn cái này nó hôm nay hỏi thêm vào mình bảo là con chó đuổi cắn không chạy đây nhỉ. Nhưng mà đúng thật cái này. Cho mồm mà mút một phát là chui đến cổ họng rồi còn gì nữa. Nó trơn đấy. Trong này cái lá rau cái ngày xưa là ông bà cụ bảo là ăn canh bon thì ăn cơm thì con điểm sao không phải ăn canh bon thì bảo là ghét nhà. Ghét gì? Ghét nhà không dám ở nhà nhưng mà nó ngon quá là ông bà thời xưa không cho trẻ con ăn. Nó lừa đấy.
đây một cái này đây, ăn cái này nó có cái vị của nó là cái rau thơm này, cái rau gì nhỉ, cái rau mùi tàu cho vào nó hợp cái này. Tao này cứ tưởng chỉ cho mỗi hạt dổi không cho mà khén, hóa ra cho cả mà khén mà. Có để cho cả cám khén luôn. Cám khén ngon. Ngon lắm tiếng rồi, mày không ăn thì tao ăn hết. Đi chào món. Đi mà để cho tin. Thế thì mình không nhưng mà hơi cay. Quá. Thế nha các bác nha, tôi tắt thì tôi ăn cơm, tôi đói quá rồi. Anh Bon đây, bác nào nhìn qua thì nó giống như cái món ngó mùng, dọc mùng của người Kinh mình ở dưới xuôi ấy. Còn trên này là canh Bon nấu với da trâu. Rất là thơm, có nhiều gia vị mà. Ai bữa cho ai con.